phê và những tác dụng thần kỳ. Người bệnh tiểu đường uống cà phê được không? Uống cà phê có tốt cho tiểu đường không? Tiến sĩ Mary Rick tin rằng các cá nhân khác nhau trong phản ứng của họ đối với caffeine. Điều này có thể giải thích tại sao có những thông điệp trái chiều xung quanh việc tốt hay xấu đối với chúng ta. Tôi nhận thấy rằng cà phê được tìm thấy trong một số nghiên cứu để giảm mức đường huyết lúc đói, nhưng trong những nghiên cứu khác để tăng mức độ sau bữa ăn. Vì vậy, nó có thể có ý nghĩa để uống cà phê từ bữa ăn. Mặc dù vậy, tôi đã thấy bất kỳ nghiên cứu nào về ý tưởng này. Người tiểu đường uống cà phê mang lại tác dụng không mong muốn gì. Phòng khám Mayo tuyên bố rằng việc tiêu thụ hơn 500mg caffeine mỗi ngày có thể dẫn đến chứng mất ngủ, hồi hộp, bồn chồn, khó chịu, đau dạ dày, nhịp tim nhanh và thậm chí là run cơ. Một ngày uống nhiều khoảng 6 tách cà phê có tác động xấu đến sức khỏe. The Medical News Today: uống cà phê trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ trẻ sơ sinh nhẹ cân. Vì vậy, bà bầu tiểu đường thai kỳ nên hạn chế uống cà phê. Người tiểu đường uống cà phê và ăn trong bữa ăn chứa lượng cát nhiều sẽ làm tăng gluco sau bữa ăn. Bạn sẽ phải quyết định xem bệnh tiểu đường uống cà phê được không, có phù hợp với cơ thể bạn hay không. Hy vọng thông tin này cùng với việc nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ giúp bạn quyết định bạn có thể thấy một vài điểm tốt về việc bệnh tiểu đường uống cà phê được không. Đàn ông uống từ 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày sẽ giảm 17% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Như chúng ta đã biết thì cà phê và rượu có liên quan tới các bệnh về lối sống như bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Bệnh ảnh hưởng đến các mạch máu như đường huyết và huyết áp. Cà phê chứa rất nhiều thành phần, một số trong đó tốt cho việc phòng chống bệnh về lối sống như bệnh tiểu đường type 2. Đã có khá nhiều báo cáo trên thế giới, bao gồm cả Nhật, cho rằng cà phê hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2. Trong nghiên cứu GBHC của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Y học Toàn cầu, bởi Mitsuhiko Noza công bố vào năm 2009, trên khoảng 5.000 đến 6.000 những người Nhật trong độ tuổi 40 đến 69 uống 1 ngày đến 3-4 ly cà phê thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 so với những người không uống cà phê sẽ giảm 17% ở nam và 38% ở nữ. Điều thú vị là xu hướng này không xuất hiện ở những người có thói quen uống trà hoặc trà ô long. Có báo cáo cho rằng cà phê có tác dụng ức chế kích hoạt cortisol được tiết ra để phản ứng với xì chét, giảm bớt tình trạng tăng huyết áp, giảm tác động của xì chét. Các nhà nghiên cứu cho biết, ngoài việc giảm căng thẳng, cà phê còn có một tác dụng đặc biệt là giảm nguy cơ đái tháo đường. Vâng, thưa quý vị, cà phê không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu như uống đúng cách. Nói tới cà phê nguyên chất, khẳng định các bạn sẽ hình dung ngay ra thứ thức uống có tác dụng giúp tỉnh táo và tăng sự sảng khoái. Nhưng bạn có biết không, nó còn có rất nhiều ảnh hưởng tác động tích cực và lành mạnh đến sức khỏe nữa đó, nhất là đối với phụ nữ. Uống cà phê điều độ sẽ nhận được những lợi ích của cà phê. Và liệu cà phê có tác hại nào bạn cần lưu ý hay không? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể chi tiết dưới đây nhé. Những tác dụng khác của cà phê. Hai nghiên cứu lớn công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine năm 2017 cho thấy uống cà phê có thể làm giảm tỷ lệ tử vong sớm, nghĩa là những người uống cà phê sẽ có tuổi thọ cao hơn người không uống. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa tiêu thụ cà phê và sức khỏe, cùng nguy cơ tử vong trên nhiều nhóm chủng tộc khác nhau sau khi đã loại trừ những nhiễu số khác biệt. Theo sau đó, một nghiên cứu năm 2018 của Viện Ung thư, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và Trường Y Feinberg, Đại học Northwestern quan sát thấy những người thường xuyên uống cà phê sẽ sống lâu hơn người không uống và những người uống nhiều cà phê sống lâu hơn người uống ít cà phê. Cùng trong nghiên cứu này,
Các nhà khoa học thống kê được những con số liên quan đến lợi ích của việc uống cà phê bao gồm giảm nguy cơ ung thư 20%, nguy cơ tiểu đường tuyếp 2 giảm 20%, nguy cơ mắc Parkinson giảm 30%, nguy cơ mắc bệnh tim giảm 5%. Vậy cụ thể, uống cà phê sẽ mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe? 1. Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hạt cà phê chứa một chất khoáng như magie, canxi, kali và hàm lượng cao những hợp chất polyphenol là những chất chống oxy hóa hữu ích. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa những gốc tự do để ngăn chặn quá trình hư hại tế bào và DNA trong các loại bệnh tim mạch, ung thư và quá trình lão hóa khiến lâu già. 2. Giúp giảm cân. Cà phê giúp bạn giảm béo và có thân hình thon gọn hơn, là thức uống có lượng calo thấp. Sử dụng cà phê vào buổi sáng có tác dụng rất tốt bởi nó làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy calo. 3. Cà phê đối với hệ tim mạch. Là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tự nhiên, cà phê có tác dụng giữ cho máu sạch, ngăn ngừa bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch. Cà phê chứa các hợp chất phenol với tính chất chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Một số lợi ích cho sức khỏe có thể vươn xa đến ngừa tai biến mạch máu não. 4. Cà phê ngừa ung thư. Tạp chí chuyên đề JNCI của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ số ra đầu tháng 5 năm 2011 đăng tải nghiên cứu do các chuyên gia Đại học Harvard, Mỹ thực hiện thì những người uống cà phê có hàm lượng caffeine thấp, điều độ và đều đặn sẽ giảm được tới 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhất là ung thư vú, ung thư gan, tiền liệt tuyến, trực và đại tràng. 5. Giảm thiểu bệnh Parkinson. Một nghiên cứu dài 30 năm của các nhà khoa học trường Đại học Nam Florida cho thấy những người có thói quen uống cà phê thì có rủi ro mắc bệnh Parkinson thấp hơn so với người không uống hoặc uống ít. Các nhà khoa học trường Đại học Kuopio, Phần Lan, Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển và Viện Sức khỏe Quốc gia Phần Lan cũng cho biết những người trung niên thường dùng cà phê với lượng trung bình từ 3 đến 5 ly mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ bị bệnh suy giảm trí nhớ ở tuổi già. 6. Ngừa bệnh xơ gan. Một số nghiên cứu được thực hiện gần đây cho thấy những người uống cà phê thường xuyên và điều độ giảm được tới 80% khả năng phát triển bệnh xơ gan. 7. Giảm bệnh hen suyễn. Thực tế, các loại thuốc trị hen suyễn đều có chứa caffeine. Vì vậy, uống cà phê điều độ có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa căn bệnh này. 8. Lợi tiểu. Cà phê không chỉ được xem là thức uống lợi tiểu mà còn có tác dụng sạch dạ dày và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, những người có vấn đề về dạ dày dễ phản ứng với cà phê thì không nên uống nhiều cà phê. 9. Giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi mật. Theo nhiều nghiên cứu lâm sàng, cà phê có tác dụng giảm cholesterol trong mật dạ dày, giúp ngăn ngừa nguy cơ tạo sỏi túi mật. 10. Cà phê tốt cho luyện tập thể dục. Nhiều nghiên cứu khẳng định cà phê rất tốt cho tập thể dục. Cà phê làm tăng tiết những hormone suy chết như adenine, cortisol, giúp ta năng động, linh hoạt và thêm công suất cơ bắp để làm giảm tạm thời sự mệt mỏi. Chất caffeine giúp con người luyện tập dẻo dai, bền bỉ và dễ đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá nhiều caffeine. 11. Tăng cường trí não. Ngoài việc giúp não bộ tỉnh táo và tập trung hơn trong ngắn hạn, uống cà phê dường như cũng mang lại lợi ích lâu dài cho não bộ. Một nghiên cứu báo cáo rằng những người bệnh suy giảm nhận thức ở mức độ nhẹ có thể phục hồi bằng cách uống từ 3 đến 5 cốc cà phê mỗi ngày. Một nghiên cứu khác cho thấy caffeine có tác dụng tăng cường trí nhớ. Nghiên cứu trên chuột chỉ ra caffeine có tác dụng ức chế tiết amyloid beta, một protein có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Cà phê từ lâu cũng được cho là có tác dụng phòng bệnh Parkinson. 12. Giảm nguy cơ bị trầm cảm. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê có tác dụng tăng cường sức khỏe tâm thần và chống trầm cảm. Trong một nghiên cứu, những người phụ nữ uống từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày
đã giảm được 15% nguy cơ mắc bệnh trầm cảm so với những người chỉ uống một tách cà phê mỗi tuần. Những người uống từ 4 cốc mỗi ngày trở nên giảm được 20% nguy cơ đó. Tác dụng ngắn hạn của cà phê với tâm trạng có thể đến từ hoạt động của serotonin và dopamine. Tác dụng lâu dài có thể liên quan đến đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của cà phê. 14. Giảm nguy cơ tai biến và đột quỵ. Những lợi ích của cà phê với mạch máu được duy trì vượt qua hàng rào máu não. Một nghiên cứu tổng hợp cho thấy uống 6 cốc cà phê mỗi ngày giúp giảm 17% nguy cơ đột quỵ. Trong một tập hợp những người phụ nữ Thụy Điển, con số còn lên đến 20-25%. Một phân tích lớn khác cho thấy uống từ 1-3 cốc cà phê mỗi ngày có tác dụng phòng ngừa đột quỵ, thiếu máu cục bộ trong toàn bộ dân số. Một nghiên cứu của Nhật Bản cũng chỉ ra phần thưởng cho những ai duy trì thói quen uống cà phê được 13 năm là 20%, giảm xuống trong nguy cơ đột quỵ. Một số rủi ro từ việc uống cà phê. Như bạn nghi ngờ, không có một loại siêu thực phẩm nào hoàn hảo. Cà phê cũng có một số tác hại nhất định. Ngoài việc làm tăng huyết áp, cà phê có thể làm trầm trọng hơn triệu chứng lo lắng, khiến bạn bồn chồn, mất ngủ và có khả năng khiến bạn mắc bệnh tăng nhãn áp. Có những tranh cãi xung quanh mức caffeine quá liều. Theo đó, uống từ 6 ly trở lên có thể khiến bạn phải chịu đựng nhiều tác dụng phụ như bồn chồn, tăng nhịp tim, buồn nôn, lo lắng. Tuy nhiên, liều caffeine gây chết người lên tới 10 gram và đó là điều gần như không tưởng. Bạn phải uống 100 tách cà phê mới đặt mình vào nguy cơ tử vong.